Hải xin kính chào tất cả các chú anh chị và các bạn nhé. Hiện tại Hải đang có mặt tại tòa Thuận Kiều Plaza và ngay đường Hồng Bàng giao nhau với đường Thuận Kiều. Mọi người có thể nhìn thấy là tòa nhà này là bây giờ đã đổi tên thành The Golden Mark, và ngày trước có tên là Thuận Kiều Plaza và có tên gọi khác là Ba Cây Nhang, thì bây giờ đã đổi thành Ba Cây Trúc, mà bà 2012 là bà Trương Mỹ Lan đã mua lại tòa nhà này. Thì hôm nay Hải mời tất cả các chú anh chị các bạn mình cùng đi một dạo quanh một vòng của tòa nhà này nhá. Thì ở phía bên dưới này thì mọi người có thấy là nhìn nó cũng rất chi là lộn xộn, cũng như là nhếch nhác vì ít có người chăm sóc và bảo dưỡng cái tòa nhà này. Nhưng mà nhìn tổng quan thì tòa nhà này vẫn rất là đẹp và cũng là biểu tượng của khu vực này luôn mọi người. Hải có tìm hiểu ở một số trang báo thì người ta bảo là tòa nhà này xây dựng lên để được trấn Hưng ở quận 5 này, để mang tới nguồn tài lộc dồi dào cũng như là tiện cho việc buôn bán. Thì mời mọi người mình đi dọc cái đường này mình xem về kiến trúc cũng như là cảnh quan xung quanh của tòa nhà nhé. Dọc này là con đường Hồng Bàng. Phía bên dưới này ngày trước thì năm ngoái thì để sử dụng trưng dụng để chữa các bệnh nhân Covid-19, rồi sau đấy là trả lại mặt bằng và hiện tại thì nhìn nó vẫn chỉ là âm u. Nó chắc là bây giờ nó cũng không có mấy người buôn bán ở phía bên trong này đâu. Ngày trước đây là một cái trung tâm thương mại rất là lớn, ở phía trên thì cung cấp nhà ở và phía dưới là buôn bán. Thì bây giờ Hải mời tất cả mọi người đi dạo Hải khu vực này nhé. Bên này là có hai con sư tử đá rất là đẹp này. Ngày trước Hải ghé qua đây thì khu vực này vẫn đang có những cái dây chắn cho mình đi vào, thì ngày hôm nay đi qua đây thì thấy nó bỏ, người ta bỏ nhiều rồi. Đây là những cái chỗ mua sắm rồi, có vẻ người ta bỏ hết rồi mọi người, còn ít rồi. Thì tòa nhà này được thiết kế giống như con tàu mọi người, con tàu mà ba ống khói. Nhưng mà theo một số người ta nói thì con tàu ba ống khói này nó hay bị thiết kế nó bị lệch, nó dễ bị chìm. Đây này, đây có cái gian hàng người ta tháo hết mang dỡ đi rồi. Bây giờ chắn ở đây khu vực này. Vào phía trong này quay cho mọi người xem xíu nhá. Bên trong này vào đây cảm giác mà nó ở đây có bảo vệ mới cho vào. Đây phía trong này cảm giác mà nó cứ ớn lạnh thứ gì ạ. Nhưng mà người ta cũng theo dệt rất nhiều câu chuyện, nhưng mà đấy chỉ là cũng là câu chuyện truyền miệng thôi chứ cũng không có thật. Nên chưa có ai kiểm chứng. Thì đợt dịch rất nhiều người ở khu vực này cũng không thấy có cảnh tượng gì giống như người ta nói đâu. Ở đây này đây có cửa hàng buffet Hoàng Yến này cũng chuyển đi. Như Hải là Hải thấy cái căn nhà này nó thiết kế rất là đẹp nha. Nó nhìn là nó lên hình rất là sang trọng ở khu vực này. Thì căn Thuận Kiều này cũng là một trong những cái khối tài sản lớn của bà Trương Mỹ Lan, mà mới vừa rồi mới bị công an điều tra đó. Đây có cái biển hiệu Phương Nam Book City lớn. Dọc này thì phía bên dưới này vẫn có bảo vệ coi nha mọi người, nếu không phải là không có người coi nha. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ dọc bên dưới này là không thấy có buôn bán gì nữa. Biết phía bên trên kia thì thế nào. Đây là có cái biển lẩu Đài Loan này, Manhwa đóng hết.
Tòa này, ba tòa tháp này là ba cao 33 lầu. À, lúc xây dựng ra thì không để phục vụ cho quá trình kinh doanh đâu, mà chỉ là phục vụ để chấn hưng chợ mới, giúp cho người Hoa ở đây là phát triển buôn bán của ông chủ người bên Trung Quốc. Bên này đây trước mặt mọi người có bán sen dọc bên đường này, bán rất nhiều đồ. Ở trước mặt mọi người là đường Hùng Vàng giao nhau với đường Đỗ Ngọc Thạnh. Dưới gầm cầu đây là có nhiều con nước, đây là có cái băng chắn từ cái đợt dịch bây giờ vẫn chưa bỏ. Ở đây cũng có quán trà sữa Gông Cha này mà có vẻ là đóng cửa. Thì đi dọc này thì hãy thấy có một cái cửa hàng Co-Food này còn mở cửa thôi. Thế bây giờ một số cửa hàng ở bên dưới của Tân Kiều này là đóng cửa hết rồi. Phía bên này là tòa nhà Golden Plaza ông lớn đấy mọi người này, rất là lớn, thiết kế màu vàng. Còn ở đây là ngày trước đây, đây là thiết kế là những cái cây trúc thiết kế lên đây, biểu tượng của tòa nhà. Đấy, trước mặt mọi người là đường Dương Tử Giang nha. Quanh tòa nhà cho mọi người xem. Ở trước mặt mọi người là có đường Tân Hưng giao nhau với đường Dương Tử Giang, thì Hải sẽ rẽ một con đường Tân Hưng nhé để quay cho mọi người xem phía sau lưng của tòa Tân Kiều. Thì ở phía đây từ sau đây là cái bãi đỗ giữ xe và cũng như sửa xe hơi cũng như là xe máy luôn. Nhìn nó kiểu nó hoang hoang ớn lạnh này, chắc tối thì người ta không ai dám vào bên trong này, trừ một số người lang thang cũng như là nghiện thì người ta mới vào, chứ còn là người bình thường không vào một người. Nhìn rất kỳ mà đóng cửa hết nhé, không có chỗ nào mở cửa. Ở phía bên ngoài này thì bán phần là những cái phụ tùng xe máy là chính.
cũng là một cái tòa nhà đẹp thế này mà nó khá là điều hưu. Giờ lát nữa sẽ sang cái đường bên đường Hùng Bàng quay cho mọi người xem tổng thể căn nhà này nhé. Ở bên dưới tòa nhà là các quán nước. Có vẻ là hôm nay Hải ghé đây hơi sớm nên dọc cái đường này người ta mới ít mở cửa này. Hôm trước là rất là đông. Đa phần là bán những phụ tùng xe máy là chính. Ở phía đường dưới nữa là người ta bán chim, chim cũng nhiều. Dọc này thì có căn chung cư khá là cổ hơn này. Này đường Tân Hưng. Trong này mà không thấy mở cửa luôn mọi người. Hôm trước là ghé đây toàn là bán đồ chơi xe đó. Nhiều lắm. Ở cái này thì hôm trước Hải ghé thì chưa có chắn này. Bây giờ thì có cái tấm bạt chắn ở khu vực này. Trước này có anh chạy xe mà rơi cả biển số. Phía sau này nói chung là quanh căn nhà này nhìn nó cũng rất là nhếch nhác, không được sạch sẽ, ít có người ở nên không có kiểu chăm sóc qua lại. Ở đây thì có cửa hàng chim này, gặp đây hôm trước là có bán chim luôn đó mọi người. Đây đi vào bên trong này coi mọi người xem chiếu nha. Khi mọi người nhìn đứng ở góc độ xa này, nhìn ở tòa nhà này đúng giống như ba cây trúc đó mọi người, được sơn lại màu xanh của lá thân cây trúc. Mà phía bên dưới thì nó trống hoác là không có người ở thuê. Phía bên trên cũng vậy. Phía bên dưới thì Hải đi dọc quanh nhưng mọi người xem là chỉ có một cửa hàng có phút là được mở bán ở đấy, còn không thấy tất cả mọi người đều chuyển đi hết rồi. Thấy thì chỉ có bảo vệ canh ở phía bên dưới và có một số cô nhân công đang dọn dẹp vệ sinh ở bên đấy. Và video cập nhật mới nhất những hình ảnh của tòa nhà Thuận Kiều Plaza Hoài hôm nay xin phép được dừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn mình đã đón xem đến cuối video. Và cũng như thường lệ thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và chuông thông báo để có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất của kênh nha. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Xin phép được dừng video tại đây.